Trong tiết mục giáo lý trọng lọc hôm nay, kính mời quý tín giả lắng nghe đề tài Tâm xả bỏ của một người khai ngộ. Biết tại sao tôi bảo quý vị đừng có dùng thần thông không? Dù có thần thông cũng không được dùng. Điều này rất là quan trọng. Người tu hành không thể có được thứ ngã chấp. Nó chặn mình không cho ra khỏi tam giới đau khổ này, bởi vì cá nhân vẫn còn hiền hữu và ngăn cách với vũ trụ chỉ vì có quan niệm cá nhân này mà chúng ta phải luân hồi sanh tử chúng ta có thân thể cá nhân bởi vậy mới có vấn đề cá nhân nghiệp chướng của cá nhân và hậu quả của cá nhân nếu không có quan niệm chia cách này thì chúng ta là một với vũ trụ là đồng nhất thể với tất cả vạn vật trong tạo hóa đó là đẳng cấp cao nhất có lẽ quý vị còn chưa hiểu đẳng cấp này, cho nên để tôi giải thích một cách ngắn gọn. Đối với một người tu hành ở đẳng cấp cao nhất, thì hoàn cảnh nào họ cũng mặc kệ. Họ không bị ràng buộc vào bất kỳ tình trạng nào. Khi họ bình là họ bình, khi bị mưa ướt thì cho mưa ướt, khi bị gió thổi thì cho gió thổi. Họ chẳng sợ gió bão, chẳng lo trời mưa bởi vì tất cả những chuyện này chỉ là những hiện tượng thiên nhiên mà thôi thí dụ chúng ta có thể không thích gió bão nhưng có những nơi cần gió chúng ta có thể không vui khi trời mưa nhưng nhà nông thì cần nước mưa để trồng trọt giả sử chúng ta cầu cho đừng có mưa tại vì như vậy đối với chúng ta tốt hơn nhưng nếu mưa lại chính là điều mà nhà nông đang cần ở chỗ nào đó và vào mùa nào đó thì chuyện gì xảy ra đây thành ra thượng đế không thể thỏa mãn tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta trong cùng một lúc người thì cầu mưa người thì cầu nắng người thì thích gió mạnh và người thì thích tuyết rơi có người nghĩ tuyết rơi là đẹp nhưng có người ghét tuyết vì lành quá họ không thể trồng rau không thể kiếm sống hoặc nó không tốt cho sức khỏe của họ ngay cả Thượng Đế cũng không làm sao vừa lòng được tất cả ước muốn của mỗi chúng sinh. Vậy thì chúng ta để ý nhiều tới mấy chuyện đó làm chi? Thời xưa có một vị vua ở Trung Hoa. Một hôm, ông trùm một cái áo lông đẹp thật dày, ấm áp, ngồi trong cung điện nhìn ra ngoài hiên. Ông reo lên, trà tuyết rơi đẹp quá, thơ mộng quá. Ông thích lắm. Trong lúc ngồi chiêm ngưỡng quang cảnh đó, ông cứ cầu thượng đế cho tuyết rơi xuống nữa. Sau đó, quần thần vào báo tin cho ông hay. Nhiều dân chúng đã chết lạnh vì đói, vì lạnh. Nhưng vua không hiểu, ông sống trong cung nghĩ rằng tuyết rơi tuyệt đẹp. Chắc trong cung có máy sưởi và ông đang mặc áo choàng bằng lông dày nọng lẫy. Đương nhiên là ông không hiểu. Tất cả những hỉ nộ ái ố ở đời này đều là những bài học cho mình. Nếu không trải qua những cảm xúc này thì chúng ta không thể hiểu được cảm xúc của chúng sanh. Quý vị thấy đó. Thời vừa mới mưa ngày hôm qua mà quý vị đã thấy ở lều khó chịu, đã bắt đầu lo lắng tội nghiệp cho thân phận, rồi than phiền đủ thứ. Dù được gặp tôi ở đây, quý vị vẫn than thở chỉ vì một chút khó chịu, một chút bất tiện vào những ngày mưa. Dù được gặp tôi, quý vị vẫn chưa đủ vui để mà quên mất trời mưa. Những người sống suốt đời trong cây đắng, họ lại càng khổ đau hơn nữa không có một chút hạnh phúc nào để mà bù đắp những khổ đau cho họ hay không có một hoàn cảnh nào có thể làm cho họ cười vui khi sống trong đau khổ chúng ta nên cảm ơn thượng đế đã cho mình một cơ hội để mà phát triển lòng từ bi nếu trong lúc khổ mà tình thương của chúng ta vẫn không trỗi dậy thì chúng ta phải nên tội nghiệp cho mình chúng ta nên vọng nội xem tại sao mình cứng ngắc như đá. Khi sung sướng, lòng từ bi của chúng ta cũng phải trỗi dậy. Và chúng ta phải nghĩ đến những kẻ khốn cùng đó. Khi khổ đau, chúng ta nên có lòng từ bi nhiều hơn nữa, và nghĩ tới những người cũng khổ như chúng ta, hay khổ hơn chúng ta mỗi ngày. Đó tức là, luôn luôn cùng với Thượng Đế, dù làm bất cứ việc gì trong cuộc sống hàng ngày lòng từ bi của chúng ta là thượng đế và tình thương của chúng ta là thượng đế nếu mất đi tình thương và lòng từ bi tức là chúng ta rất xa thượng đế thượng đế là như vậy thượng đế không có một hình dáng nào nhất định khi tọa thiền chúng ta nên quán ánh sáng nội tại và quán âm thanh nội tại bởi vì ánh sáng và âm thanh này chứa đựng lòng từ bi và tình thương tối thượng bên trong Càng câu thông nhiều với những thứ này, chúng ta càng giàu lòng từ bi. Chúng ta nhìn ánh sáng không phải vì nó rất đẹp, nghe âm thanh không phải vì nó rất lôi cuốn, mà bởi vì lòng từ bi và tình thương đại đồng có trong hai cái này là loại thuốc có thể chữa khỏi triệu chứng của bệnh ích kỷ, kiêu căng và độc ác. Không có thứ thuốc này thì không thể nào chữa nổi bệnh tham sân si cả. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta không đủ nỗ lực trong công việc tu hành và thiền định. Thượng đế phải đem đến bệnh tật, thiên tai đau khổ. Bắt chúng ta phải học mau hơn, vì không chịu uống thuốc siêu đẳng cho khỏi bệnh. Thì trong những lúc đó, chúng ta đành phải dùng thuốc hạ cấp vậy. Lấy ví dụ, có những bệnh nhân không thích uống thuốc bắc nên phải cho họ uống thuốc Tây. Nếu họ cũng không thích uống thuốc Tây và họ bệnh trầm trọng, thì chúng ta đành phải mổ xẻ hay giải phẫu thành ra khi một người mắc bệnh không nặng lắm họ có thể uống thuốc bắc được rồi rồi từ từ khỏi bệnh nhưng nếu bệnh nặng quá thì đôi khi mình phải cho họ thuốc tây hay trích một mũi có hơi đau một chút nhưng hiệu nghiệm hơn nếu bệnh nguy cấp quá thì họ cần giải phẫu hoặc phải chết bỏ hẳn thân thể này đi lấy một thân thể khác cho nên chúng ta không nên sợ khổ mà nên sợ rằng mình không có đủ sức để mà chịu khổ. Chúng ta nên cầu thượng đế cho mình thêm sức chịu đựng. Chịu đựng là gì? Chịu đựng là đẳng cấp cao nhất, không phải chỉ đòi hỏi chúng ta nhẫn nhịn không một sự than phiền nào cả, mà còn phải có lòng biết ơn sâu đậm. Khi tâm thức đã nâng cao, chúng ta không bị bất kỳ hoàn cảnh nào làm mình bị khổ tâm, dù ở trong tình trạng nào, chúng ta cũng mặc nó không làm mình phải bận tâm. Tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn tách ra khỏi thế giới, không còn chấp vào hỉ nộ ái ố, và cũng không còn sợ hãi. Giống như người thế giới, chúng ta cũng có vui, buồn, giận, sướng, nhưng chúng ta làm giống như khán giả đứng một bên quan sát người kia đang vui, buồn, giận. Thay vì nhập mình vào với những cảm xúc này, lúc nào mình muốn coi thì mình coi. Nếu mình không muốn coi thì cứ lờ nó đi. Tương tự như xem truyền hình, khi nào muốn coi thì mình nhấn nút mà khi nào mình không muốn coi thì mình tắt đi